Dạ em chào chú anh chị ha, em lên cho cô chú anh chị những cái video mỹ phẩm cô chú anh chị ơi. Video mỹ phẩm Thái của chú anh chị. Cái này là sản phẩm là mặt hàng và sữa tắm, sữa bông, sữa tắm Thái Lan cô chú anh chị nha. Thì bao hàng là hàng chính tông, hàng Thái cho cô chú anh chị mình luôn. Thì ở đây em đang có Thái, có Đức có. Tại vì em có một cái loại sữa tắm là hàng Thái nhập nhưng mà Đức xuất có cô chú anh chị. Đây. Rồi em lên trước cho cô chú anh chị là một cái dòng clear. Clear này là clear trắng và xanh. Ơi, lấy giùm cái Head and Shoulder coi qua này. Còn cho em thấy. Cái clear này cô chú anh chị ơi, là hàng này là chai này màu trắng nha. Hàng này là hàng của Thái Lan giùm em. Đây nó có thông số ở trên này hết luôn. Đó chỗ một đống có giò xanh đó. Dưới nè. Cái này là nó là 480ml chú anh chị ơi, có mã vạch là hàng của Thái Lan cô chú anh chị nha. Mã vạch hàng Thái luôn. Clear này là cũng mát lạnh da đầu, sạch gào. Nó có chanh và bạc hà nè cô chú anh chị. Một chai là 130.000 giùm em nha, một chai là 130.000. Hàng này là hàng của Thái Lan cô chú anh chị nha. Còn màu xanh á, màu xanh cái này thì nó sẽ là dòng của Thái nhưng mà mùi này là nam xài. Tại vì cái này là nó hương, em thấy cái hương nó mạnh mẽ cô chú anh chị. Màu xanh là cái hương nó mạnh mẽ hơn, nó ít men đàn ông hơn ha. Giá là nhà em bán cũng 130 luôn, bao là hàng chính tông, hàng Thái Lan nha. Tại phía sau nó có mã vạch nè cô chú anh chị, có mã vạch với lại nó có cái dòng này thì nó là có một 410ml thôi. 410ml thôi cô chú anh chị ơi. Tại vì clear chai clear xanh là 410ml, clear trắng á cô chú anh chị là 480ml. Đồng giá em bán 130.000 chai. Đồng giá em bán 130.000 chai cô chú anh chị. Còn cái này nè, nếu mà ai mà thích cái chai lớn lớn 720ml mà nó có mát lạnh. Cái đèn soda này á cô chú anh chị ơi, thì bên em á quét lên nó sẽ lên là nó sẽ lên là xuất xứ Nhật Bản ha. Đây nó có số liệu sản xuất phía sau nè. Cái tem này là tem của cam đi qua nha. Cái miếng đen xanh xanh này là tem cam đi qua. Còn cái số liệu ở đây nè cô chú anh chị là xuất xứ Nhật Bản dùm em. Xuất xứ Nhật Bản ha. Head and Shoulder này nhà em bán là 200.000 chai cô chú anh chị nha. Xuất xứ Nhật Bản. Cái dòng Head and Shoulder này nè cô chú anh chị, thị trường mình các nước đều có, Việt Nam của mình là trăm mấy rồi. Cái dòng này là trăm mấy rồi đó. Nếu mà dòng Việt Nam của mình toàn là chữ tiếng Anh thôi, hết thôi luôn cô chú anh chị hết nha. Nhưng mà mình check lên á, nó sẽ có là xuất xứ Nhật Bản. Nó có thể đi các nước như Malaysia, rồi Thái Lan, rồi Singapore. Các nhiều nước lắm nè cô chú anh chị ơi. Nhưng mà nó là xuất xứ Nhật Bản giùm em. Nhiều nước khác không biết đọc tên. Da băng có Nhật luôn. Có số liệu, có số điện thoại của số hotline của nơi sản xuất luôn nè cô chú anh chị. Rồi Head and Shoulder này em bán cho cô chú anh chị là 200.000 một chai cô chú anh chị ơi. 200.000 một chai ha, hàng này xuất xứ Nhật Bản cô chú anh chị. Rồi lên cho em là Code nè. Code này là hàng này của Mỹ chính tông. Của Mỹ chính tông luôn. Cô chú anh chị mình nào có đang xem like, đang xem video của em đó, mình đang mua những cái mặt hàng đồ của Thái Lan á, em có thể là ship code hoặc là có thể là cô chú anh chị ơi, là mình có thể kiểm tra hàng á, sẽ tải một cái ứng dụng về ha. Và cô chú anh chị sẽ kiểm tra hàng, mặt hàng, cô chú anh chị quét mã lên thì nó sẽ báo lên là xuất xứ ở đâu. Nói chung là hàng bên em là bao kiểm tra, bao chết hàng, bao chết mã vạch. Nó đã tra cứu thành công cho cô chú anh chị luôn nè, tra cứu thành công. Có báo là xuất xứ Hoa Kỳ luôn cô chú anh chị, có báo là xuất xứ Hoa Kỳ luôn nha. Rồi, tra cứu thành công xuất xứ Hoa Kỳ. Giá là, hàng này là hàng thương hiệu Cod ha. Hàng là hàng Cod. Giá là 120.000 chai. 120 cô chú anh chị ơi. Bao kiểm tra hàng, bao test mã vạch luôn, nam nữ đều dùng được. Nam nữ đều dùng được giùm em. Cái này là 532ml, 120 cô chú anh chị. Còn cái này là xà bông cục nè, xà bông cục nha, xà bông cốt nha, hàng cốt của Mỹ.
tàu ông cót nhà em của Mỹ luôn cô chú anh chị. Nó báo là xuất xứ Hoa Kỳ nha. Đây, nó báo là xuất xứ Hoa Kỳ luôn. Một cục như thế này nó tầm là bao nhiêu khối lượng tịnh ta? 113 gram. 113 gram, cực kỳ thơm cô chú anh chị. Hàng này là em bao hàng chính tông Hoa Kỳ luôn. Có chữ đóng khất, đóng ẩn, đóng nổi luôn đàng hoàng nha. Một cục là 35 ngàn, 3 cục thì nhà em bán 100 ngàn, và 4 cục là 120, 5 cục thì là 150. Và cô chú anh chị ơi, mua một cây gồm có 8 cục thì sẽ là 240 ngàn nha. Sẽ là 240 ngàn. Đây, em đi tìm trên cái hộp này thì nó sẽ không có mã vạch, thì nó sẽ có mã vạch ở ngoài cái bọc. Mình có thể mua cái cây đi, mua nguyên cây đi, nó có 8 cục để giờ mình chết mã vạch cho nó dễ. Cha cú thành công xuất xứ Hoa Kỳ của chú anh chị. Đây, cha cú thành công xuất xứ Hoa Kỳ ha. Rồi, ai chốt xào bông cót? Xào bông cót này là hàng của Mỹ cô chú anh chị ơi. Hàng của Mỹ giùm em. Giá giùm em luôn cô chú anh chị, một cục 35 ngàn. Có công dụng là làm sạch khuẩn, làm sạch da, rất là thơm luôn cô chú anh chị. Và mình để rửa tay và mình có thể tắm luôn cô chú anh chị nha. Tắm á, ai mà bị viêm về da hoặc là da của mình dễ bị dị ứng, hoặc là cô chú anh chị mà mình đang bị các côn trùng nó cắn như mũi, nó làm ghẻ á, thì mình có thể làm mờ thâm luôn cô chú anh chị. Hoặc là ai bị mụn trên lưng á, thì nó vẫn luôn là sẽ có cho cô chú anh chị mình là bị hết mụn luôn nha, ở cần đi da liễu. Rồi, ai chốt lên cho em xào bông cót nha, hàng của Mỹ chính tông. Hàng nó chùa của Mỹ chính tông, nhà em bán gì cũng bao cho cô chú anh chị, hàng xuất xứ. À quên nữa cô chú anh chị ơi, chương trình tặng phẩm của cái hàng Rotex này là xà bông cục của Thái Lan. Cái này á cô chú anh chị là nhà em sẽ tặng phẩm theo cho cô chú anh chị mua xà phòng, sữa tắm, dầu gió, những cái mặt hàng Thái Lan mỹ phẩm thôi nha cô chú anh chị ơi. Cái này là một lốc là 60 ngàn, một lốc là 60. Ai mua đơn hàng 500 sẽ được tặng một lốc này cô chú anh chị, bao hàng xuất xứ là ok luôn. Ai chốt lên, ai có chốt hàng cứ nhắc em là tặng một lốc xà phòng như thế này. Đó là hương sáp ong nha cô chú anh chị, diệt khuẩn là 99,9% luôn. Ai mà có bị mùi hôi cơ thể đó là cũng hết luôn á cô chú anh chị ơi. Rồi em lên tiếp nè, cái này là hàng của Đức nha. Cái này là sữa tắm Đức. Đây, sữa tắm Đức này em có 300ml và 600ml. 300ml là bán 90 ngàn, còn 600ml là 170 ngàn. Cái nào cũng tra cứu thành công hết cô chú anh chị cứ yên tâm. Xuất xứ tra cứu thành công cô chú anh chị nha. Dạ, tra cứu thành công luôn. Cái này là xuất xứ của Đức, kịp money cô chú anh chị. Một chai luôn giùm em là 90 ngàn. Một chai là 90 ngàn cho 300ml. Rất là thơm ha, vò nó như này. Cái này là sữa tắm Đức cô chú anh chị, sữa tắm ha, sữa tắm. Và 600ml cho 170 ngàn. Hàng này của Đức chính tông luôn giùm em. Đây, chai lớn đã cập nhật được nè, xuất xứ của Đức luôn cô chú anh chị. Đây, em quét trên trực tiếp cho cô chú anh chị mình nha. Đây, nó có hiện lên xuất xứ của Đức cô chú anh chị ơi. Em luôn, tất cả nhà em là bao hàng chính hãng chính tông cho cô chú anh chị luôn, có mã vạch đầy đủ nha cô chú anh chị. Mình kiểm tra hàng em có thể đi vận chuyển cốt cho cô chú anh chị và nhờ thu hộ vẫn được luôn cô chú anh chị nha. Và cô chú anh chị ơi, đem điện thoại ra cứ chat lên, chat hỏng ra điện cho em có thể được quyền trả hàng luôn cô chú anh chị nha. Rồi, ai chốt sữa tắm Đức lên giùm em, sữa tắm Đức cô chú anh chị ơi, sữa tắm của Đức nha. Sữa tắm của Đức. Còn cái này là sữa tắm, này là sữa tắm vàng 24k nè cô chú anh chị. Cái này là một chai á, là giá là 250 ngàn. Hàng này nhà em, hàng này là em bao chuẩn luôn á cô chú anh chị. Đó, hàng là bao chuẩn luôn. Có collagen. Rồi, có collagen cấp ẩm cho da, có SPF 50+ luôn cô chú anh chị nha.
cái dòng này á cô chú anh chị ơi, nó sẽ có là 100% là hàng chính tông Thái Lan, nó báo là thương hiệu số 1 Thái Lan. Giờ kệ đi xem này có thể. Đây kiểm tra hàng cô chú anh chị ơi, hướng dẫn sử dụng nha. Tra cứu thành công, đã tra cứu thành công sản phẩm cô chú anh chị. Cái chai này nhà em bán là 250.000 chai, có tinh chất vàng 24K, 250.000, dung tích là 800ml cô chú anh chị. Sữa tắm này là cực kỳ thơm nha, sữa tắm này cực kỳ thơm, lưu hương cực kỳ cao luôn cô chú anh chị ơi. Giá dùm em luôn là 250.000 một chai cô chú anh chị, 250.000 một chai. Em bao là hàng chính tông nha. Cái này là em khẳng định một điều cô chú anh chị, là có thể tất cả là quét mã được hết nha cô chú anh chị nha. Đây rồi, ở đây thì em có pantin này là hàng của Thái Lan cô chú anh chị, hàng Thái Lan. Nó hàng là hàng này là hàng chai lớn nha, hàng này là hàng chai lớn. Cái này là xuất xứ Thái Lan nè cô chú anh chị ơi, xuất xứ Thái Lan luôn. Cái này là made in Thái Lan, sản xuất tại Thái Lan luôn cô chú anh chị. Có mã vạch quét đàng hoàng cô chú anh chị ơi. Cái này có tem của cam đi qua luôn nha. Hàng này là pantin dầu gội, cái này làm mềm tóc nè, làm cho tóc chắc khỏe cô chú anh chị ơi. Cái rồi cái này nó hương thơm giống như cái mùi nho vậy đó. Giá là 220.000. 220.000 chai lớn nó thơm lắm. Tắm thơm cực kỳ luôn cô chú anh chị, 220. Em xin nói lại thêm lần nữa cô chú anh chị ơi, chỉ mua đơn hàng của Thái Lan thôi, xà phòng, sữa tắm và những cái dòng mặt hàng của Thái Lan, thì bên em sẽ tặng cho cô chú anh chị một lốc xà phòng Grotes của Thái Lan trị giá là trị giá là trả về đó. Trời nói gì vậy? Hồi sáng đó. Rồi cho em tặng một lốc này là xà phòng Grotes cô chú anh chị ơi. Rồi ban tin là 220, mình mua đơn 500 là bên em tặng đó cô chú anh chị. Mình mua đơn 500 là bên em tặng nha. Rồi cái này là sữa tắm, này là tắm gọi cho nam, chuyên cho nam luôn cô chú anh chị, mùi hương như rồ ma nội đó. Nhưng mà nó là cái dòng khác nha, nó là dòng HC 3 trong 1. Mình có thể là tắm nè, có thể gọi tắm cho tắm gọi luôn cô chú anh chị nha. Đây 3 trong 1 cô chú anh chị ơi. Hàng này là hàng của Thái, dung tích là 1 lít giùm em. Dung tích là 1 lít giùm em cô chú anh chị. Giá là 170. Hàng này là của nam nha, của nam, cái này là chuyên cho nam thôi. Còn ai muốn mùi hương cây cỏ thì nó có cái chai này, hàng này cũng Mexico. Hàng này cũng Mexico, lưu hương 24 giờ luôn, 532ml, nó thơm lắm. Cái này là giá 150.000 của chính chị, sữa tắm, sữa tắm thôi. Còn HC mình có thể gọi được, mình mua muốn tiết kiệm thì mình có thể gọi được cô chính chị, là mua HC này nó có 170 thôi cô chính chị ơi. Còn ở đây là cái này là sữa tắm truyền thống của nhà em nè. Sữa tắm này là nó truyền thống luôn á cô chú anh chị. Biết sao không? Tại vì á, em thấy là ở bên cửa khẩu Tịnh Biên cô chú anh chị, thường những cái mặt hàng này nè nó sẽ được cái là sao ta, nó phổ thông hơn và nó được sử dụng đại trà hơn. Cái dòng này là hàng của Thái nha. Có một cái là sữa dơi là 1 lít 1150ml, và cái này là sữa tắm hương hiệu cô gái của chính chị, thì nó sẽ hương thơm, nó sẽ nhân cho hai hương thơm, nó sẽ nhân cho hai nha. Cái này thì là 1 lít 2 nè, cái này là 1 lít 2 của chính chị ơi, giá là 170.000. đây một tháng đó cô chính, cái chai này mình để xài đến 3-4 tháng luôn cô chính chị. Cái này là sữa tắm cho nữ nha, sữa tắm cho nữ. Nhưng mà cô chính chị ơi, cái này là nó thơm và nó sẽ lưu hương cũng lâu. Nhưng mà mình muốn được thơm và có chống nắng luôn thì em nói thiệt luôn, cái nào cũng bán được, cũng là cũng có lợi hết trơn cô chú anh chị. Nhưng mà cái này thì nó có sẽ có collagen, có cấp ẩm và nó sẽ có cái chống nắng luôn đó. Mỗi cái thì nó sẽ có một cái khác nhau. Rồi em lên cho cô chú anh chị cái này nè, xà phòng sáp ong, xà phòng cục. Cái này là nổi tiếng hồi xưa tới giờ luôn á cô chú anh chị, nổi tiếng cực kỳ luôn nha, nổi tiếng cực kỳ luôn á cô chú anh chị ơi. Cái này là xà phòng sáp ong, nó là còn vẫn còn làm những cái giỏ thủ công ngày xưa nè, nó thơm lâu lắm luôn á. Và rồi cái này là một lốc cho xà này cho em là 100k, 100.000 cô chú anh chị ơi, 100.000 cho lốc xà phòng sáp ong cô chú anh chị, cho 100.000 thôi. Hàng này luôn hương lâu.
Rồi cái này là kem đánh răng nè, kem đánh răng này thảo dược nha, hoàn toàn thương hiệu thảo dược luôn cô chú anh chị. Cái này thì nó để là cái nó sẽ đổi cái logo, tại vì nó có đợt trúng thưởng gì trong này nè. Cái này là 70.000 chai, 150g. Rồi cái này là con gái có muối có bạc hà nè cô chú anh chị. Cái này 65.000 chai, xài cũng cực kỳ êm, 65.000 chai ha. Cái này thì nó có muối, cái này em thấy thiệt chứ em vẫn thích đánh cái ở bên dưới hơn, vì nó có nhiều thảo dược. Vì nó có nhiều thảo dược cô chú anh chị ơi. Lên cho em là 70 với size với 65. Cô chú anh chị mình thích cái nào thì mình muối đó. Cái hương vị này nó có thảo dược rất là nhiều, nó hơi chát cát một xíu nha. Cái màu này, còn cái này nó có muối thì nó mặn mặn và nó có mát lạnh ha. 65.000 chai, cái này là 70. Rồi. Rồi cái này là lên giùm em luôn là dầu nóng nè, dầu nóng này dầu nóng nước vàng nó có 7cc, cái này nhà em bán là 50.000 chai. 50.000 một chai cô chú anh chị ơi. Cái này là dầu dầu nước xanh. Nào dầu nước xanh này nó có hai nắp ha, Singapore sản xuất. Nhưng mà là cái dòng này là nguyên liệu là của Mỹ của chính trị. Một chai này nó 24 ml, giá 160.000. Còn cái này là Singapore sản xuất nguyên liệu của Sinh Lôn, dạ 150 ml. Xin lỗi, 150.000 và 24 ml thôi. 24 ml thôi chính trị nha. Cái này thì nó một nắp nha, cô chính trị nào thích cái nào thì mình cứ mua cái đó cũng được. Em có dầu cù là luôn. Dầu cù là này, dầu này là nó có con báo nè. Dầu báo này là nó là nhiêu ta, 40g là 60.000 một lọ, 40g là 60.000 một lọ. Cái này là cao báo mà mình chật gân, chật khớp, bông gân rồi đó mình xài nó rất ok. Cái này là 50.000 một lọ nè cô chú anh chị ơi, cái này là cao gấu nha. Đây nhà em có dầu khỏe luôn, dầu khỏe nhà em bán 90. Cái này thơm. Rồi. Thơm lắm á cô chú anh chị ơi. Cái này là nó có tinh chất cỏ cây luôn á, lưu hương cũng lâu lắm. 90.000 chai cô chú anh chị nha. 90. Rồi rồi. Cái này là thảo dược nè, thảo dược này nó có cái là dạng chai lăn. Nó là 60.000 chai ha. Cái này là bà lão cô chú anh chị ơi. Cái chai nó dạng nhỏ như cái ngón tay của mình vậy đó, nhưng mà nó có rất là nhiều thảo dược bên trong. Nó sẽ mình sử dụng á cô chú anh chị, sau này mình nếu mà mình không viêm son, mình sử dụng sau này nó cũng không viêm son luôn. Nhưng mà ai có đang bị viêm á, bị lạnh mũi về thời tiết gặp đông rồi nè, mình nên mua cái này thì nó sẽ rất là dễ chịu về cái thời tiết này luôn á cô chú anh chị, tại vì nó có thảo dược mà, đúng không? Còn ai chốt cái gì thì gọi giùm em ha, 0703948359 cô chú anh chị ơi. Cảm ơn cô chú anh chị tham gia, cảm ơn cô chú anh chị nha đã xem video của em.